Ai Cập tuyên bố sẽ tìm nước khác để mua vũ khí, tin từ Cairo. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Ai Cập Nabi Fahmy tuyên bố sẽ nhìn ra ngoài Hoa Kỳ để đáp ứng các nhu cầu an ninh. Lời tuyên bố được đưa ra trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Ai Cập. Đây là chuyến viếng thăm Ai Cập lần đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry từ ngày quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Ông Fahmy nói rằng ông ta sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên hệ giữa Ai Cập và Hoa Kỳ với Ngoại trưởng Kerry, và cũng sẽ nói rõ Ai Cập sẽ làm liên hệ an ninh đa phương. Chính phủ Hoa Kỳ đã tạm thời ngừng một số viện trợ cho Ai Cập sau khi quân đội lật đổ Tổng thống dân cử Morsi và đàn áp đẫm máu người biểu tình. Ông Fahmy nói rằng ông ta biết liên hệ với Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Việc ngưng viện trợ làm Ai Cập quan tâm bởi vì kế hoạch quân sự không thể thay đổi trong đoạn kỳ hay xây dựng trên căn bản chiến lược không thể kiểm soát. Ông ta nghĩ rằng nếu Hoa Kỳ quan tâm tới Trung Đông thì phải có liên hệ tốt với Ai Cập, là quốc gia đông dân nhất và là trung tâm văn hóa, tư tưởng chính trị tại Trung Đông. Ngoại trưởng Fahmy được coi là người thân Hoa Kỳ nhất trong chính phủ lâm thời do quân đội thành lập. Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ai Cập mỗi năm 1.3 tỷ Mỹ kim quân viện gồm có vũ khí và tiền mặt sau khi Ai Cập ký hiệp ước hòa bình với Do Thái trong năm 1979. Ông Fahmy là cựu đại sứ Ai Cập tại Hoa Kỳ, nói rằng đa phương an ninh không có nghĩa là chỉ có Nga và Hoa Kỳ, mà ông ta sẽ mang về cho Ai Cập vài chục đối tác mới. Ngoại trưởng Kerry tới Ai Cập trong lúc nước này sắp đưa các nhà lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo ra tòa xét xử.